Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Sứ này, ai cứu giúp trẻ em khỏi bạo hành man dợ? Sự việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh tới chết đã chấn động dư luận. Và câu hỏi đặt ra cho những ai quan tâm là ai bảo vệ trẻ thơ vô phương tự vệ trước tội ác của người lớn? Dư luận mạng xã hội bàn quanh việc phải dạy trẻ em về quyền ý thức và các cách bảo vệ quyền của mình, cũng như giáo dục tuyên truyền về quyền của trẻ em cho người lớn, nhất là người làm cha làm mẹ. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Một trong những tiêu chí hàng đầu để biết quốc gia văn minh chính việc thực thi luật pháp về quyền của trẻ em. Luật pháp và hệ thống thực thi luật pháp về quyền trẻ em phải chịu trách nhiệm chính về quyền trẻ em để cho thấy quốc gia, dân tộc và bộ máy cầm quyền văn minh. Nếu không làm được điều đó thì chính là man dợ chống lại văn minh. Ở các quốc gia văn minh, lực lượng thực thi pháp luật, nhất là cảnh sát, là người bảo vệ trẻ em, và với trẻ em họ là hiệp sĩ, là ân nhân, là trời Phật mỗi khi bị bạo hành hoặc bị xâm phạm nhân quyền. Vậy ở Việt Nam thì sao? Không hề quá đáng khi kết luận rằng chưa bao giờ ý thức bảo vệ trẻ em được đặt lên hàng đầu trong các công chức thực thi pháp luật, cũng như chưa bao giờ hệ thống thực thi pháp luật coi tội xâm phạm quyền trẻ em, tội ác với trẻ em là kẻ thù phá hoại văn hóa, phẩm giá dân tộc, tiến bộ văn minh của quốc gia, bôi bẩn bộ mặt chế độ. Những kẻ ác với trẻ em, phụ nữ, những kẻ xâm phạm nhân quyền đáng ra phải được xếp vào hàng kẻ thù của văn minh. Đằng này, hệ thống luật pháp của chế độ chỉ coi đó là tội ác thông thường, trọng tội với họ là những ai thù địch chống phá chế độ. Thật tệ hại khi thiếu trách nhiệm, lơ là, để cho những kẻ ác với trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em, tiếp tục lộng hành và hiển nhiên hành động của kẻ man dợ, xâm phạm quyền trẻ em như người dì ghẻ và tay cha ruột của bé gái này, cũng đã cho thấy không chỉ riêng chúng man dợ mà còn có cộng đồng quanh chúng, hệ thống thi hành luật ở nơi chúng cư ngụ. Bởi bé gái chỉ mới 8 tuổi đầu, đó đã hứng chịu bạo lực tội ác đâu chỉ ngày một ngày hai. Suốt trong những năm tháng bé ở cảnh địa ngục trần gian, gia đình như phòng tra tấn dã man đó, ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bé, hàng xóm ư, tổ dân phố ư, công an ư, rõ ràng là không một ai, không hệ thống hay người thi hành luật pháp nào nghe thấy, cứu giúp cho đến khi bé chết trong đau đớn tột cùng. Thật ra, nói về việc có trách nhiệm thực thi văn minh trong bảo vệ trẻ em, phụ nữ và quyền con người ở trường hợp này và các trường hợp xâm phạm khác ở Việt Nam là quá hư vô. Nhưng cá nhân tôi dù không thích vẫn thật lòng nghĩ, nếu mỗi người công an và công chức pháp luật của chế độ này ý thức được rằng bảo vệ trẻ em và quyền của trẻ em trước bạo lực thể xác và tinh thần của người lớn là nhiệm vụ chính của họ, thì ít ra những tiếng kêu gào đau đớn, kêu cứu tuyệt vọng của trẻ em cũng có cơ may được nghe thấy. Mỗi đứa trẻ bị bạo hành độc ác được nghe thấy kịp thời, được cứu đúng lúc cũng chính là ánh sáng văn minh và lương tri của con người xứ này hy vọng được tồn sinh. Sài Gòn, 28 tháng 12, 2021, Trần Tiến Dũng. Một kỷ nguyên mới được mở ra, kỷ nguyên của trẻ thơ. Bạn và tôi, hãy giữ lấy tuổi thơ.
giữ cho em tuổi thơ bình yên, cho em nhìn thấy bầu trời thần tiên. Để sớm mai đây em thơ lớn lên, tâm hồn không mang việc sức ưu phiền. Đưa đôi tay thả bồ câu bay lên, như ước mơ của tuổi thơ em. Bóng đêm còn đầy ác ma, tuổi thơ đưa đôi tay nâng niu, tuổi thơ cùng tôi giữ lấy tuổi thơ, giữa nhân gian soi bao đang trực chờ. Đôi tay vì sao vẫn còn đòn roi trong thế giới yêu thương bằng lời, hãy chấp cánh ước mơ cho em. Tuổi thơ bình yên, cho em nhìn thấy bầu trời thần tiên. Hãy giữ lấy tuổi thơ để sớm mai đây khi em lớn lên, tâm hồn em không mang vết sự ưu phiền. Đưa đưa tay